mới cho tâm hồn vui vơi rộn rã hoan ca bao điều nhà xuân vui. Ô kìa mùa xuân đẹp hoa của cây trái đang chưa lấp lánh trên cánh lá, nhà nhà hạnh phúc đón xuân vui xa mang thêm bao điều bình an. Chúc cho không phiền lo gia đình luôn ăn no, chúc cho nhiều điều may trái tim yêu thật nồng say vui rực về. Và lời đầu tiên thì cho tôi gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe đến ban lãnh đạo của công ty, lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể các anh chị em đại lý, các cộng tác viên và các quý khách hàng đang ngồi tại khán phòng ngoài hôm nay ạ. Vừa rồi thì hai ca sĩ rất là yêu ái cho Nhâm có giới thiệu là quê hương của Nhâm là Thái Bình. Thì Nhâm cũng xin giới thiệu đầy đủ hơn là quê hương thì sinh ra và lớn lên tại mảnh đất quê hương Thái Bình và lớn lên tại mảnh đất Điện Biên lịch sử của chúng ta. Thì rất là nhiều người biết Nhâm rồi, tất cả các gương mặt ở dưới đây thì là toàn bộ là những gương mặt thân quen hàng ngày làm việc cùng với Nhâm ở tại văn phòng SWD Điện Biên. Thì Nhâm cũng nói là rất là cảm ơn tất cả các anh chị. Và ngày đầu tiên khi tôi đi tìm hiểu SWD để đưa SWD về Điện Biên này ạ, thì vẻn vẹn chỉ có 3 người đấy các anh chị ạ. Trong đó có tôi và em Hậu, em Lam cùng đi tìm hiểu SWD Hải Phòng. Và cũng là rất là có duyên với Hải Phòng, đặc biệt là với chị Bích Trần. Và được nghe chị Bích Trần chia sẻ trong vòng 1 tiếng về sản phẩm của SWD và về chính sách kinh doanh của công ty mình. Thì sau đó là ba chị em chúng tôi quay về Điện Biên. Trong 2 ngày, bản thân tôi nỗ lực cùng với tất cả các anh chị em của văn phòng Điện Biên thì chúng tôi đã có một cái văn phòng tạm thời ở dưới nhà em Hậu ạ. Các anh chị cho tôi xin chào có tay. Vì xúc động quá các anh chị ạ. Và cũng là rất là nỗ lực thì đến ngày hôm nay sau 2 tháng thì văn phòng SWD hiện tại bây giờ chúng tôi đang kinh doanh ở số nhà 789 tổ 10, phường Mường Thanh. Sau buổi tiệc ngày hôm nay thì có thể là ngày mai hoặc là để dân sinh ngày giải tháng rộng để mời tất cả các anh chị em qua văn phòng SWD Điện Biên tham quan cũng như là cộng tác viên của SWD được không ạ? Và cũng không để các anh chị phải chờ đợi thêm nữa trong quá trình hoạt động của tôi. Và tất cả các anh chị em văn phòng Điện Biên thì trong một thời gian hoạt động thì chúng tôi có những sự cố gắng, nỗ lực của chúng tôi thì cũng được có thành quả như ngày hôm nay. Và cụ thể như thế nào thì tôi sẽ mời một người lãnh đạo cao nhất là mời anh Giám đốc Phát triển Kinh doanh vùng, mời anh Trần Danh Hùng lên giúp em vấn đề kinh doanh không chị ạ? Thay mặt cho ban lãnh đạo công ty bảo hiểm SWD, thay mặt cho ban lãnh đạo của khu vực miền Bắc Giang, các anh chị giám đốc cấp cao, các anh chị giám đốc khu vực, các anh chị trưởng phòng, xin gửi lời kính chúc đến các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các anh chị tư vấn viên, các anh chị giám đốc của khu vực,
giám đốc khu vực Nguyễn Thị Nhâm, bên thềm xuân mới. Kính chúc quý khách cùng tất cả các anh chị, gia đình thật nhiều sức khỏe. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa các anh chị, vừa rồi thì các anh chị cũng nghe giám đốc khu vực Nguyễn Thị Nhâm chia sẻ về con đường trong ngành bảo hiểm, đặc biệt là FWD. Có lẽ cho phép tôi một lần nữa thay mặt cho ban lãnh đạo công ty sẽ được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến người thuyền trưởng, đó là Nguyễn Thị Nhâm của các anh chị khu vực Điện Biên. Và thưa các anh chị, sự hình thành phát triển cho đến ngày hôm nay, tất cả những công sức của các anh chị đóng góp từ khi khu vực Điện Biên chỉ có 3 người kết thúc cho ngày 31 tháng 12 năm 2019, thưa các anh chị đã lên đến gần 40 người. Và Hùng rất là kỳ vọng năm 2020 chắc chắn sẽ là một năm bùng nổ của giám đốc khu vực Nguyễn Thị Nhâm tại khu vực Điện Biên. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Hùng thay mặt cho ban lãnh đạo công ty bảo hiểm FWD, thay mặt cho giám đốc vùng miền Bắc Ba, xin được cảm ơn và xin được vinh danh tuyên dương đến tất cả các anh chị đã có những sự đóng góp nhiệt tình trong suốt những tháng còn lại của năm 2019. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Hùng muốn được tuyên dương đến tất cả các anh chị với một năm 360 ngày. Chúng ta vừa chia tay với năm 2019 để chào đón xuân năm 2020. Và chắc chắn những kết quả kinh doanh của các anh chị năm 2019 tiếp tục năm 2020, các anh chị lại tiếp tục vinh danh và ghi tên mình trên bảng vàng. Người đầu tiên Hùng muốn được giới thiệu và chúc mừng các anh chị top 1, 2, 3 xuất sắc nhất trong tháng 12 năm 2019 của khu vực Điện Biên. Người về vị trí top 3 xin được chúc mừng chị Lưu Thị Nga với vị trí số 3. Với vị trí số 3, chị đã có 5 hợp đồng mang về cho mình với 98.932.000 đồng. Và với 4 hợp đồng mang về cho mình 100.515.000 đồng. Và vị trí số 1 xin được chúc mừng chị Nguyễn Thủy Trung với 6 hợp đồng mang về cho mình 133.056.000 đồng. Và xin mời các anh chị có tên ở trên bảng, mời các anh chị sẽ lên và chắc chắn rồi sẽ nhận kỷ niệm chương cũng như quà từ giám đốc khu vực Nguyễn Thị Nhâm. Không biết đâu không, chắc không chúng ta lấy cao quá. Người đầu tiên, tôi muốn xin được chúc mừng top các anh chị tư vấn viên giỏi của khu vực Nguyễn Thị Nhâm. Người đầu tiên, Hùng muốn xin được chúc mừng và mời lên sân khấu chị Trần Thị Việt Hương với 2 hợp đồng 56.767.000 đồng. Và người về với hạng 2, xin được chúc mừng chị Lê Thị Hải Hậu với 12 hợp đồng 144.336.000 đồng. Với vị trí số 1, xin được chúc mừng chị Trần Thị Dần với 10 hợp đồng 147.545.000 đồng. Và xin mời ba anh chị có tên với các chị di chuyển đến sân khấu. Hiếu 20 hợp đồng 236.011.000 đồng. Xin hai anh có tên trên và các chị chuyển lên trên để nhận kỷ niệm chương cũng như là điểm nhận bằng khen của ban lãnh đạo công ty và nhận quà từ giám đốc Nguyễn Thị Nhâm. Thank you.
số cá nhân của mình. 1.597.500.000 đồng xin một tràng pháo tay lớn. Và thưa các anh chị, với Thị Nhâm, năm 2019 chị đã đạt danh hiệu Elite, một trong những danh hiệu xuất sắc của công ty bảo hiểm FWD. Điều mà ngưỡng mộ hơn, thuyền trưởng Nguyễn Thị Nhâm bước lên sân khấu để cùng thay mặt ban lãnh đạo công ty trao kỷ niệm chương cũng như quà đến với chị. Sau đây tôi xin phép có đôi lời tâm sự, là tôi cũng xin gửi một bó hoa tươi thắm nhất đến hai vị lãnh đạo của công ty và xin được văn phòng tặng riêng cho các sếp. Xin trân trọng. Năm 2019 mà đã từng là MVNT rồi thì được cộng thêm bao nhiêu ạ? 10 triệu nữa. Đó. Cho nên là gì? Năm 2020 này là một cái năm rất là cơ hội cho các anh chị. Còn nếu như mà từ ngày 1 tháng 1 cho đến ngày 30 tháng 9 đạt Elite thì được nhận 10 triệu, MVNT là gì ạ? 15 triệu. Và đã có MVNT của năm 2019 rồi thì được cộng thêm 6 triệu. Nhưng MVNT mà lại ở vị trí cốt ti thì các chị là gì ạ? Thì được cộng thêm là gì ạ? 100 triệu. Mà nếu như mà ở tiêu ti thì thưa các chị là gì? Là 200 triệu. Đó thưa các chị. Tiêu ti ở đây là gì? Mình muốn đạt với MVNT là hơn 700 triệu. Cốt ti thì sao ạ? Gấp đôi lên. Tiêu ti thì sao ạ? Lại tiếp gấp 3 lên. Như vậy là gì? Chỉ có những tháng còn lại của năm 2019, chị Nguyễn Thị Nhâm đã có 1 tỷ hơn 500 triệu. 3721 thưa anh chị. Nếu như mà năm 2020 mà đạt khoảng 2 tỷ 1 hơn 2 tỷ 1 thì thưa anh chị là gì? Sẽ nằm ở vị trí cốt ti. Mà vị trí cốt ti thưa anh chị là gì? Cho mãi đến 30 tháng 9 năm 2020 mà đạt thưa các chị là gì? Cốt ti thì sẽ được cộng thêm 100 triệu, tiêu ti được cộng thêm 200 triệu thưa các chị. Còn nếu như chúng ta cứ bình tĩnh chạy suốt từ ngày 1 tháng 1 cho đến ngày 31 tháng 12 mà đạt danh hiệu Elite thì công ty sẽ gửi tặng là 5 triệu, MVNT là 10 triệu. Và nếu như mà đã từng làm MVNT của năm 2019 thì sẽ được cộng thêm 3 triệu. Thưa các anh chị, chỉ có cái khoản này thôi. Nếu như ở Điện Biên mà được thưởng lên đến 100 triệu, 1 triệu. Còn đây là vị trí dành cho các anh chị trưởng phòng. Thưa các anh chị, đó là trưởng phòng là phải khả năng 2 tỷ và 340 triệu sản phẩm hỗ trợ. Giám đốc khu vực 6 tỷ và 1 tỷ 100 sản phẩm hỗ trợ. Giám đốc cấp cao 1 tỷ rưỡi và 2 tỷ 6 sản phẩm hỗ trợ. Hợp đồng 4 sản phẩm hỗ trợ. Thưa các anh chị đã được nhân đến 400%. 400%. Đó, bao nhiêu rồi ạ? 300 triệu rồi các anh chị ơi. Nguyễn Thị Nhâm, người trưởng phòng của các khu vực cùng toàn thể các anh chị tư vấn viên của khu vực Điện Biên có quỹ đầu tư cao nhất với 12.000 tỷ. Xin một tràng pháo tay chúc mừng cho công ty bảo hiểm FWD.